sẽ từ sớm giờ mà mình bán chưa được miếng nào cho người ta. À đúng rồi, tại mình chưa quảng cáo. Mình quảng cáo thì mới có cái mặt hàng cái khách mới tới mua chứ. Quảng cáo nha. Rung tung sen, nghe vẻ nghe ve nghe về thông báo, nồi cơm nồi cháo khoan nấu cái mà nghe, canh chua cá he cá rô cá lóc, tôi không có nói dốc, sự thật đó rõ ràng. Mau đến sắp hàng mà đi mua cá, cá mập, cá rô, cá heo, cá nắp, cá chóc, cá gì, cá chê, cá cha, mãi vô vô, bông điên điển, quá ngon luôn, mãi vô, mời bà con, mua vô. Mua đâu. Đừng có ham. Cái gì ghê vậy? Rõ ràng mình nghe ai nói là không mua à. Ê, đừng giỡn nha. Tôi sợ bóng ma học đường lắm nha. Thôi nha, tôi không có nhớ giỡn chuyện đó nha. Ma gì mà ma. Con là luôn làm việc thiện, con giúp đời, con giúp người, con không có ác đó, đọc gì đâu. Đừng có xạo. Con giúp người ta rõ ràng nè, ông thấy không? Con đi buôn bán nè, con bán bông điên điển nè, con bán cá, con giúp người nè, ông ơi, ông làm bông là... điên điển bán làm sao? Hát thử nghe coi. Dạ. Em đi lấy chồng mà về nơi xứ xa. Ủa sao con quên rồi ta? Chim kêu giọng hót điều hò trên môi. Trời ơi, ma mà cũng biết nhạc à. Chim kêu giọng hát điều hò trên môi. Bên kia đứng lên, nhắm mắt lại. Dạ nhắm mắt lại. Đưa rổ bông đây. Dạ. Quay mặt lại. Dạ quay lại. Cái này không phải là cái mặt. Quay ngược lại. Dạ quay ngược lại. Ngẩng mặt lên. Hả? Ngẩng mặt lên nữa hả? Ờ. Biết ông là ông thần tài chứ đâu. Lèm bèm gì đó. Dạ không có. Nhìn con... thẳng mặt ta. Dạ nhìn thẳng mặt dạ. Đâu trời ơi, từ đâu ông ba? Cái gì quá trời ma. Ma. Miệng sợ tao chưa con ma kia. Dạ không, con không phải là ma. Chứ mi là cái gì? Dạ con là thần. Ai không biết ông là thần. Dạ thử nè. Vậy giỡn mặt hả? Ừ. Trời đất ơi, làm tôi liệu theo à. Rõ ràng mình đi ra mình hù ông, cuối cùng bị ông hù lại à. Nè nè, ông làm cái gì hả? Công việc tôi giao cho ông không có lo làm hả ông? Canh miếu mạo không canh, đi ra đây quậy phá bắt cá hái bông. Ai nói ông tôi quậy phá bắt cá hái bông? Chứ làm gì đây? Tôi đang làm việc thiện đó ông ơi. Tôi á, đây nè, ông đây là cái rổ bông điên điển đúng không? Đây là cái vỏ cá đúng chưa? Thấy, chưa? Thấy cái vỏ cá không? Đúng rồi, chứ không lẽ cái này vỏ vàng? Vỏ cá. Đây tôi giúp anh Trương Thanh Giảng. Tao nói ảnh giỏi lắm, ảnh mù, ảnh không có thấy đường mà tội nghiệp, giỏi rất là giỏi. Tao nói tự tay bắt cá rồi tự tay hái bông điên điển, tôi thấy thương quá, tôi giúp ổng đi buôn bán nè. Tôi nhớ rồi, đây là cái trường hợp mà ngày hôm nay tôi xuống tìm ông để đi giúp đỡ cho người ta đúng không? Ừ. Một người đàn ông khuyết tật mặc dù không thấy đường nhưng ảnh có thể tự bắt cá rồi là sinh hoạt trong cuộc sống nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi vậy thôi mau bỏ đi qua dắt tôi qua nhà ảnh đi. Bây giờ ông đưa cái này cho tôi phải không? Hai đứa mình vừa đi vừa bán dài trên đường tới nhà ảnh, thấy không? Rồi đây, trời với dài. Ai mua cá đồng vậy mua ai giúp na con. Ủa vậy có mua bông không? À, mua bông, mua bông. Chiếc xuồng nhỏ đem về sớm nhỏ nghe gì gầm súng nổ gần xa. Có yêu thương tình em gái nhỏ vẫn ở bên anh sao tử bao giờ. Anh Trương Thanh Giảng ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, lớn lên giữa bao mùa nước nổi quê hương, cánh đồng sao nhà ngập trắng. Mùa nước và màu bông điên điển trong ký ức của cậu bé lên năm đã nhạt nhòa theo thời gian. Bởi sao chứng bệnh bất ngờ, đôi mắt cậu bé chỉ còn một màu đen trước mắt. Rồi biến cố gia đình liên tiếp ập đến khi cha mẹ anh lâm trọng bệnh qua đời, cậu bé Giảng vừa khuyết tật lại mồ côi. Tuổi thơ lang thang sống nhờ tình thương bà con lối xóm, khi là chén cơm, khi ly nước lắc lòng. Trở về mái nhà sống cùng anh ruột, sau khi người anh lâm bệnh qua đời, chị dâu vừa là chị vừa là mẹ cưu mang cuộc đời côi cút. Từ những ngày tháng đó,
Anh Giảng bắt đầu tập ra đồng lặn hụp bắt cua bắt cá theo đám trẻ nhỏ. Anh lần mò theo từng bờ kênh, nghe tiếng chảy của nước, dò hang cua, đón tiếng cá để chụp bắt chính xác. Có lúc anh bắt nhanh hơn cả người sáng mắt. Bà con vẫn khen anh tuy bị mù mà chăm chỉ giỏi giang. Hơn 30 năm sống trong mặc cảm, anh Giảng chưa từng nghĩ mình có cơ hội tìm được người bạn tri kỷ chia sẻ buồn vui. Thế nhưng hạnh phúc bất ngờ đến với anh khi gặp được chị Trần Thị Trinh, cô gái đẹp nết đẹp người nhưng không may bị khiếm khuyết đôi chân. Vậy là từ đó anh có chị làm ánh sáng dẫn đường, chị có anh nương nhờ từng bước chân vững chãi. Cuộc sống nơi quê nghèo đối với đôi vợ chồng khuyết tật thêm nhiều gian nan khi anh chị không có mái nhà riêng, lại chẳng đủ sức khỏe làm thuê. Không cam chịu với hoàn cảnh khó khăn, anh Giảng cùng vợ quyết tâm học nghề làm móc khóa, kết giỏ từ hạt cườm, với ước mong có cơ hội làm nhiều sản phẩm đẹp bán cho bà con. Dù biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách vì thiếu vốn, thiếu điều kiện phát triển nghề, nhưng anh vẫn hay tự nhủ rằng cứ ước mơ và tận tụy với nghề, tin rằng mai này anh sẽ tìm được cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình đi xa hơn. Bạch Long xin chào bạn Giảng với bạn Trinh. Hôm nay Bạch Long nghe Đình Toàn, đây là Đình Toàn đến đây để thăm gia đình và hỏi qua số gì. Chào Trinh, chào anh Giảng. Anh Toàn có gặp anh Bạch Long đang trên đường đi bán cá rồi bán bông điên điển cho anh nữa. Và Toàn rất là thắc mắc, anh ơi, anh không thấy đường vậy thì làm sao anh có thể lặn hụp anh bắt được từng con cua, con tôm, con cá vậy hả anh Giảng? Thì cũng đi mình gieo đồng mình mò thì cũng đi mò chung bạn bè vậy nè. Dạ. Mình mò theo ha như theo bờ ganh rồi đó. Nhưng mình nghe cái công việc thì đơn giản vậy nhưng mà em nghĩ nó sẽ nguy hiểm anh. Tại nước lớn quá thì mình đâu đi. Dạ. Đợi cái nước ngày như mà nước nó giật xuống vậy nè. Dạ. Cua nó mới nhiều mình mới đi mò được. Nhưng mà có khi nào anh bị hụt chân không? Có, như mình đi rồi cái đầu theo như nước với mình mò theo mương quá đó. Dạ. Cái giọt nước đạp ra cái là mình phải bắt buộc mình phải bê ra ngoài đó. Dạ. Vậy thì lúc đó làm sao anh? Thì lúc đó cái đầu gì đi chung cái đầu cái mình la lên nói mấy ông ơi vậy tôi trôi ra gì đó mấy ông, vậy mấy ông cứu tôi đi, mấy ông lôi tôi vô mới được. Nhưng anh vậy rồi á, anh đi mò cua bắt ốc vậy rồi thu nhập làm sao, bán có được tiền nhiều không, mỗi ngày nhiêu tiền? Một khi có khi mình bán tỷ bữa mà trúng quá mình bán cũng được 10.000+ còn. Dạ. Bữa nào mà nó hay quá cái bán làm sao ngại chứ không có luôn đó. Toàn cũng được biết là vì cũng là thương cho hoàn cảnh của vợ chồng của Giảng với Trinh mà người chị dâu đã quyết định cho hai vợ chồng anh về ở chung nhà khi anh ruột của anh Giảng mất, đúng không? Vậy thì anh Giảng có thể kể về cái cuộc sống tuổi thơ cơ cực của anh như thế nào không? Nói chung hồi xưa sống vất vả lắm. Sống đi, sống rồi trời đi giữ dịch, rồi đi mặn nảy kêu, đi bắt cá ngoài đồng với anh chị thấy vậy thôi đem về. Rồi cái ông già ông mất cái nữa, buồn quá mới đi ra ngoài Củ Chi quá. Dạ. Học nghề, cái bạn bè giới thiệu mình đi. Dạ. Đi học mà lúc mà đi học nó thấy khổ lắm. Học người ta, anh cha mẹ người ta đi thăm hết sức luôn, còn mình thấy dễ tuổi lắm. Anh ngoài cái việc bắt tôm, bắt cá, bắt cua ra nha, anh còn phụ cho Trinh nè, xỏ mấy cái cườm này nè, nó xỏ mấy cườm này đã bán, nó làm mấy con này nè, mấy cái bớt. Anh Giảng, anh cũng biết làm nữa hả? Dạ biết. Sao anh biết làm cái này? Anh ơi, nó xỏ từng hộp rất là tỉ mỉ, làm sao anh có thể thấy được? Cũng đó, đi học ở ngoài Củ Chi á, đi ra ngoài trường với bạn bè giới thiệu á. Cái ra ngoài á, cái vô trường mới học, rồi cô có chỉ. Dạ. Vậy là Trinh, em là cũng học ở trung tâm dạy nghề đó luôn hả? Dạ đúng. Vậy em với lại anh Giảng này nè, là hai vợ chồng gặp nhau trong hoàn cảnh như sao? Dạ em cũng tình cờ vô trong trung tâm học rồi gặp anh Giảng rồi quen anh Giảng. Rồi hai vợ chồng quen được mấy năm thì cưới? Dạ quen năm mấy anh. Vậy tại sao nè hai vợ chồng không ở lại trong cái trung tâm dạy nghề đó? Tại vì mình làm sản phẩm thì anh nghĩ ở trung tâm dạy nghề thì người ta sẽ nhận, người ta bán cho mình, người ta bao tiêu sản phẩm cho mình thì cũng đỡ vất vả hơn. Cái trung tâm ta giải thể á. Giải thể rồi cái thôi thấy gì giải thể rồi giờ mình ở đâu nữa giờ. Thôi hai chồng bắt buộc về quê mình sống đi. Có ông bác á, ông cho một miếng đất ở sau hè nhà của bà chị á. Thì bác kêu thôi
giờ ấy thì bác cho con miếng chỗ sau hè của chị đó, thì con cắt ở đi, thì ở gần với bác, có chi thì ăn nấy vậy đó. Ngày hôm nay thì Toàn thấy rất là cảm thông cho hoàn cảnh gia đình của anh Giảng và của Trinh đây. Thì Toàn với anh Bạch Tâm quyết định là mời hai vợ chồng đến với một chương trình rất là đặc biệt. Và chúng tôi hy vọng là từ chương trình này thì gia đình mình sẽ có thêm một số vốn để có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn, và từ đó để có thể thực hiện những ước mơ của mình anh nhé. Dạ, vậy em cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh. Chào mừng quý bà con của bác đang đến với chương trình Thần Tài Gõ Cửa của đài truyền hình Vĩnh Long. Chương trình Thần Tài Gõ Cửa, một chương trình đặc biệt dành cho những người khuyết tật nhưng có nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chương trình sẽ giúp cho họ một số vốn để họ có thể thực hiện những ước mơ của mình. Và trong chương trình đêm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ một đôi vợ chồng khuyết tật nhưng đầy nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ sẽ đến với chúng ta với sự hỗ trợ của Thổ Địa An Giang. Xin mời! Thổ Địa An Giang, xin chào toàn thể quý vị khán giả! Anh Giảng, chị Trinh ơi, anh hãy gửi lời chào bà con cô bác đi. Dạ, kính chào thằng Tài và Thổ Địa và bà con cô bác. Anh Giảng, chúng ta là mặc dù không thấy đường nhưng thưa bà con cô bác, anh bắt tôm, bắt cá, bắt cua rất giỏi. Nhưng chắc chắn là ở đây thì anh không thể lặn ngụp để bắt cho chúng ta rồi. Vậy thì anh sẽ làm gì? Để hát cho bà con cô bác hai câu vọng cổ. Còn Trinh ơi, Trinh sẽ làm gì nào? Em biểu diễn là hoàn thành một con móc khóa. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để họ bắt đầu công việc của mình. Xe dừng lại bên đồng chợ càng hôm bốn bề dương ruộng vàng mơ dáng dịu hiền đẹp tựa bài thơ em mà cười nụ nhìn tôi lặng lẽ rồi sẽ qua mắt câu nhẹ nhẹ lòng tôi sai theo chuyện kể ăn tên phải đâu xa mà tôi lại thương mình người mình yêu tin tưởng ở miền xa nơi một góc trời xanh em thương nhớ anh hỏi em tên chi em cười gọi nói nhỏ em tên tờ nhà em đó cũng gần em nhìn tôi đã bỏ qua thương sao đôi mắt nhìn xa em cười em ơi sân có đường vui sân đầm thắm đang trên đời nở hoa. Ông Thổ Địa kiểm tra coi. Hay quá, đẹp quá, ông Thần Tài ơi, ông nhìn nè, tỉ mỉ dễ sợ luôn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to và mời hai anh chị cùng nhận lấy ba điều ước trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị khán giả với điều ước đầu tiên. Vậy chẳng hay anh Giảng và chị Trinh ước điều gì? Thưa ông Thần Tài, Thổ Địa, điều ước đầu tiên là con cần có một số vốn để trả nợ và một số vốn để mua hạt cơm làm. Cái số nợ của mình á là mình nợ bao nhiêu và vì sao mình mắc nợ? Đầu mình không có vốn á, mình hỏi ở sớm chòm á chị em á 5 triệu á.
Vậy còn Trinh, để bây giờ cần một số vốn để mua hạt cườm thì em nghĩ là em cần bao nhiêu tiền? Dạ cỡ khoảng 1-2 triệu ạ. Khoảng 1-2 triệu thì chúng ta có thể mua được nguyên vật liệu. Điều ước đầu tiên này, tất cả chúng ta sẽ cùng tiến hành việc quay lồng cầu. Trong lồng cầu sẽ có 10 nhãn hàng, đó là 10 thương hiệu sẽ đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đến từ các thương hiệu Farm XO giúp trẻ mau tăng cân, dưỡng nữ sắc, bổ huyết, điều kinh, dưỡng da, trị nám. Cửa hàng Honda IMX Trà Vinh thỏa mãn hơn sự mong đợi của khách hàng. Bộ khí thông huyết BBB, khí lực dồi dào, máu huyết lưu thông. Chức năng gan bảo nguyên, cho lá gan khỏe, cho sức khỏe trường. Kem nám tàn nhang Yellowmoon, trăng vàng, chất lượng vàng. Mỹ phẩm bông hồng, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ. Mỹ phẩm Như Tiên, cho da thêm sáng, cho dáng thêm xinh. Bột giặt nhiệt A3, sạch tinh tương. Chức năng gan bảo nguyên, cho lá gan khỏe, cho sức khỏe trường. Và giá trị của các nhãn hàng sẽ bắt đầu từ 6 triệu cho tới 10 triệu đồng. Vậy thì điều ước đầu tiên, ai sẽ là người quay lồng cầu? Dạ chồng quay. Rồi anh Giảng ha, rồi vậy mời anh Tiến về phía này của lồng cầu. Chúng ta tìm được thương hiệu mỹ phẩm Yellowmoon trăng vàng chất lượng vàng. Hồ biết. Wow. Chúc mừng anh, số tiền anh được thần tài giúp đỡ là 7 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi mời anh nhận lấy số tiền của mình, đó là 7 triệu đồng, xin mời. Rồi đây một lần nữa chúc mừng gia đình mình đã hoàn tất điều ước đầu tiên. Và trước khi đến với điều ước thứ hai, chúng ta sẽ đến với phần khán giả may mắn. Xin chào, chúng ta đang đến với phần khán giả may mắn. Và phần quà đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là một bộ rà gối nệm. Các con quay số. Bắt đầu. Kiểm số. Số may mắn sẽ là số 724, 724. Xin mời em. 724, chính xác. Chúc mừng khán giả Nguyễn Thị Y Bình ở Đồng Tháp. Số chứng minh nhân dân 341-583-288. Và mời em nhận lấy phần quà của mình. Đây rồi. Và mời em nhận lấy phần quà may mắn của mình. Xin chúc mừng. Thổ địa An Giang xin chào mừng cô bác đến điều ước thứ hai. Vậy chứ Tinh và Giảng nè, cái điều ước thứ hai là cái gì còn nhớ không? Dạ thưa ông, tài thổ địa, điều ước thứ hai của hai vợ chồng con là có một số vốn mở tiệm độc quá nhỏ nhỏ để hai vợ chồng con buôn bán. Rồi, thần tài cũng nhớ, tức là người bác có hứa cho một miếng đất để cất nhà. Và nếu như mình được cái điều ước đó thì mình sẽ mở một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, đúng không nè? Lần này chúng ta sẽ quay lồng cầu lần thứ hai. Và trong lồng cầu sẽ có 9 quả banh. Một quả banh có giá trị 7 triệu đồng chúng ta đã sử dụng cho điều ước đầu tiên rồi. Thế thì ở lần thứ hai này, một tiệm tạp hóa, ai là người quay lồng cầu? Dạ con quay. Rồi Trinh, vậy mà em bước qua đây. Lần này chúng ta tìm được thương hiệu sữa bột dinh dưỡng Farm XO giúp trẻ mau tăng cân, sẽ giúp vợ chồng em thực hiện điều ước thứ hai. Ồ biết. Mười triệu đồng, và đó là giá trị lớn nhất ở vòng quay này. Xin chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nhận được số tiền của mình, đó là 10 triệu đồng. Xin mời. Nào anh Giảng, lần này thì mời anh giữ lấy số tiền của anh 10 triệu đồng. Và chúc mừng cả hai vợ chồng đều đã hoàn tất điều ước thứ hai.
Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng hướng về màn hình để xem dưới những nhãn hàng còn lại sẽ là những con số với giá trị bao nhiêu. Và sau đó chúng ta sẽ đến với phần khán giả may mắn. Chào mừng quý bà con cô bác quay trở lại với phần khán giả may mắn. Và lần này chúng ta cùng tìm ra chủ nhân của một bộ loa vi tính. Các con quay số. Bắt đầu. Kiểm số. Số may mắn sẽ là số 707. 707. Dạ, mời anh qua đây. 707 chính xác. Chúc mừng khán giả Võ Văn Mâm, số chứng minh nhân dân 3106799930 ở Cái Bè, Tiền Giang. Và đây là phần quà của mình. Bây giờ thuộc về anh, xin chúc mừng. Chào mừng quý vị khán giả đến điều ước thứ ba. Sao bây giờ nè, Trinh và Giảng nè, điều ước thứ ba là cái gì? Nói cho ông thằng Đại biết đi để ông giúp. Ước mà được có số vốn để cắt cái nhà nho nhỏ với hai chồng ở. Cái nhà nho nhỏ. Dạ. À, và đó chính là điều ước thứ ba. Vậy thì ở cái nhà nho nhỏ này nè, chúng tôi biết là anh chị được người bác hứa cho một cái miếng đất để xây nhà. Đó là điều quá tốt rồi, bây giờ chỉ cần tiền để xây nhà thôi, đúng không? Vậy thì anh có thử hỏi là để xây một cái nhà nhỏ nhỏ vậy thì mình cần bao nhiêu tiền không anh Giảng? Nghe nói đâu cũng mười mấy triệu. Mười mấy triệu là chúng ta chỉ xây cái nhà thôi, còn việc mua sắm nữa rồi phải là sang nền đồ này nọ chắc là cũng phải nhiều tiền. Ở điều ước này chúng ta có một giá trị rất lớn. Chúng ta sẽ cùng quay lòng cầu. Trong lòng cầu sẽ có trở lại 10 quả banh, vẫn là 10 nhãn hàng đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Nhưng giá trị của các quả banh sẽ bắt đầu từ 16 triệu đến 25 triệu. Vậy thì ai sẽ là người quay lòng cầu? Để vợ quay đi. Trinh, em đồng ý không? Dạ. Bước về lòng cầu. Xin mời. Có rồi. Chúng ta tìm được thương hiệu dưỡng nữ sắc bổ huyết điều kinh dưỡng da trị nám Hồ Biên. Anh đã thấy yên tâm chưa? Yên tâm rồi. Chúng ta xây được một căn nhà và thậm chí có dư cho những dự định về sau nữa, đúng không nào? Vậy bây giờ không làm mất thời giờ nữa, chúng ta hãy nhận lấy số tiền của mình 25 triệu đồng, xin mời. Đây rồi, đây của anh 25 triệu đồng. Và thưa quý bà con bác, xin đừng rời khỏi màn hình. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm, mỹ phẩm Như Tiên cho da thêm sáng, cho dáng thêm xinh, chức năng gan Bảo Nguyên cho lá gan khỏe, cho sức khỏe trường, mỹ phẩm Bông Hồng tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cửa hàng Honda IMAX Trà Vinh thỏa mãn hơn sự mong đợi của khách hàng, bổ khí thông huyết VVB khí lực dồi dào máu huyết lưu thông, mỹ phẩm Jelomon chăn vàng chất lượng vàng kem nám tàn nhang, sữa bột dinh dưỡng Farm ISO giúp trẻ mau tăng cân, năng gan Bảo Nguyên cho lá gan khỏe, cho sức khỏe trường. Thưa quý bà con cô bác, sau 3 điều ước, nhân vật chính chúng ta được số tiền là 42 triệu đồng. Xin chúc mừng anh Giải và chị Trinh. Dạ, cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và nhà tài trợ và thằng Tài và Thổ Địa với bà con cô bác ủng hộ và mà hai vợ chồng của chúng em. Chương trình Thần Tài Gõ Cửa do đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện, phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin được cảm ơn sự yêu thích và theo dõi của quý bà con cô bác.
Cảm ơn nhãn hàng chức năng gan Bảo Nguyên và sữa bột dinh dưỡng Farm XO giúp trẻ mau tăng cân đã tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, thần tài thổ địa và các nhân vật chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.